Rực rỡ và ấn tượng, bánh Trung thu 2023 của khách sạn Hà Nội DU là một cuộc dạo chơi đầy tinh tế. Với các gam màu sôi nổi, từ phiên bản màu cam tượng trưng cho tuổi trẻ và đam mê, đến phiên bản màu xanh Pacific Blue thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật. Nhấn nhá cùng màu sắc xanh dương căng tràn sức sống, một bản hòa ca sắc màu độc đáo lần đầu tiên được Hà Nội DU ra mắt, hứa hẹn sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho thị trường bánh Trung thu năm nay. Trên nền màu rực rỡ, nghệ thuật mô giấy ích với những họa tiết hình học tinh xảo bắt mắt được ép nhũ sang trọng kết hợp khéo léo cùng logo dập nổi trang nhã và chi tiết mở hộp bằng da tinh tế tất cả tạo nên một tổng thể thiết kế hài hòa nổi bật và đẳng cấp sẽ là một món quà thượng hạng đầy phong cách dành tặng người thân bạn bè và đối tác quan trọng song hành cùng hai mẫu thiết kế ấn tượng là sáu vị bánh chứ danh làm nên thương hiệu bánh trung thu khách sạn hà nội du xuyên suốt một phần ba thế kỷ không chỉ làm đánh thức vị giác bằng các hương vị đặc trưng như sữa dừa ngọt ngào, trà xanh thơm mát, hạt sen thành nhẹ hay hạt chia bổ dưỡng, dành riêng cho mùa trăng 2023 là hai vị bánh hoàn toàn mới từ hồng trà thượng hạng và nam việt quất mới lạ, kết hợp hoàn hảo giữa vị bánh chứ danh cùng phong cách thiết kế đường đại bộ sưu tập bánh trung thu của khách sạn Hà Nội Du chắc chắn sẽ là lựa chọn quà tặng hoàn hảo cho mùa trăng 2023 thêm trọn vẹn ý nghĩa hotline liên hệ đặt bánh trung thu du 0974 851 298